À, xin chào các bạn nha trong video này mình sẽ tiếp tục hướng dẫn uh, sử dụng PLC để điều khiển uh, động cơ bước trong video này thì uh, mình sẽ bổ sung thêm phần là có thể điều khiển các thông số thông qua màn hình uh, HMI mình sử dụng màn hình của hãng uh, Wecon thì đây là màn hình uh, HMI của hãng Wecon PLC CNG xd 48 t 6 rồi uh, một motor bước gắn với thanh trượt và bánh trượt di chuyển đây là driver để điều khiển motor bước và nguồn cấp thì đây là cái đoạn code mà mình sẽ viết trong cái video này tức là kết thúc video này mình sẽ viết được cái đoạn code như thế này để điều khiển được cái thanh trượt thì bây giờ mình sẽ zoom cho nó lớn lên ha thế đây trên màn hình thì chúng ta sẽ có cái nút home để chúng ta có thể chạy về hôm khi em bấm nút hôm thì cái bát trượt nó sẽ chạy về hôm thì nó sẽ định cái vị trí này là vị trí x0 đó, vị trí x0 rồi có thể chỉnh được tần số chỉnh được tần số để tần số phát sung á để cho motor nó chạy nhanh hay chậm đó. chỉnh gia tốc rồi số sung trên mm thì POC nó chỉ phát là phát sung rồi sau đó từ cái thông số là vi bước của driver cũng như là cái độ phân giải của motor này là 1.8 độ á. cấp một xung thì quay được 1.8 độ. Giờ độ phân giải của driver là vi bước nó là 1.600, mình đã chỉnh 1.600. Thì đối với mt 10 á thì motor quay một vòng 1.600 xung thì nó sẽ đi được 10 mm. Do đó mình chia ra mình tính được con số này là 160 xung trên mm. Tức là mình muốn đi được 1 mm mình sẽ phát ra 160 xung Rồi đây là cái vị trí ha. Ví dụ giờ muốn motor đi tới vị trí 100. Thì sau khi nhập giá trị 100 này xong rồi mình bấm run. Thì nó sẽ di chuyển đến vị trí 100. Ví dụ mình di chuyển vị trí 35. Bấm run. Tức là đây là vị trí điều khiển vị trí tuyệt đối. Tức là nó sẽ lấy cái vị trí gốc là x0 rồi mình nhập con số bao nhiêu thì mình dùng cái lệnh DRVA để mình di chuyển đến các vị trí mình mong muốn. Rồi để để biết code á thì mình sẽ trở lại cái đoạn code hôm trước. Mình sẽ trở lại cái đoạn code hôm trước mình đã viết. Trên BOC thì hôm trước mình đã mình đã viết được cái cái chương trình là về home và điều khiển vị trí e rồi sau đó thì mình sẽ lưu cái file này lại mình sẽ để trong thư mục này ha để thư mục này rồi mình lưu cái file này lại rồi mở file này lên nha thì cái chương trình này là giống cái chương trình hôm trước mình đã làm đó điều khiển về hôm cũng như là điều khiển vị trí mình sẽ mở command editor lên rồi cái này là những cái mình đã làm nè rồi sau đó re ok Rồi bây giờ mình sẽ viết cái chương trình cho HMI, HMI để nó có thể input những cái giá trị này vào. Ví dụ như bây giờ mình muốn mình nhấn cái nút Home này à, mình nhấn cái nút Home mình nhấn cái nút Home thì nó sẽ tương đương là mình sẽ tác động đến cái Relay là uh, mình sẽ tác động đến cái Relay là M0 tức là mình bấm nút home thì mà không nó sẽ on lên mà không sẽ on lên hoặc là mình nhập cái giá trị về tần số chẳng hạn có nghĩa là khi mình nhập cái con số là bit này á mình nhập là bảy ngàn mình nhập là bảy ngàn thì ở đây cái giá trị này sẽ anh ghi HD22 sẽ nhận giá trị là 7.000. Rồi, bây giờ để viết chương trình cho HMI mình sử dụng phần mềm là BI Studio mình sẽ mở phần mềm này lên các bạn có thể cài phần mềm này tải trên website của chân chủ nó có mình bấm vào New Project hoặc bấm New đây cũng được chỗ nào cũng được, New Project rồi sau đó mình chọn tới cái dòng uh, HMI của mình thì ở đây mình đang sử dụng cái dòng là BI 3070i rồi các bạn để ý, mặc định là BC, Vcon, ha. Cứ để mặt định ở đây, xíu mình sẽ sửa thành uh, BUC cng sao Bấm Fit Finish Rồi, nó sẽ mở cho mình một cái cửa sổ Rồi, công việc đầu tiên là mình cần phải cài đặt cái kết nối giao tiếp giữa POC uh, và HMI Mình vào cái Communication Rồi, sau đó Mình sẽ vào phần Setting Ví dụ như giờ mình chọn GS485 đi chọn đại một cái con nào để nó hiện cái cái hướng dẫn ra ha <laughs> ok thì ở đây mình thấy nè khi mà kính nó qua chuẩn gx 485 á thì nó sẽ kính nó qua hai chân là a cộng b trừ ở trên cái buc còn <laughs> cái chân trên tháng mi á là chân số 1 và chân số 6 trên tháng mi ở à, giá mi nó sẽ có cái chân này rồi mình dùng một cái cổng cáp rs 232 á Cộng 32 ấy, mình lấy hai chân 1 và chân 6 ra và kết nối với A cộng và B trừ của BUC. Thì trên cái BUC trên cái BUC CNG uh, á mình đang sử dụng là dòng uh, N ha, N. Thì cái mã này nó sẽ nằm ở dưới đây. Mã của mình là XD5 uh, 48T6 đây thì nó sẽ là RAP N. RAP của nó đang là N thì nó sẽ có hai cái chân là A và B ở đây nè nó nằm bên phía của cái thằng chân phát sung á chân phát sung Y đó. mình lấy hai chân AB này ra rồi hai chân AB này mình chỉ cần kết nối với lại uh, chân 1 và chân 6 của uh, HMI là được rồi bây giờ mình sẽ chỉnh tới đúng cái con BC của mình tại vì uh, trên con BC CNC nó không có hình hướng dẫn cho nên là mình mới mở cho các bạn xem cái thằng uh, Uh, con để các bạn dễ xem cái hình. Rồi bây giờ mình mới chỉnh đúng nè. XD, XE ha. Shinji nha. Shinji, chọn Shinji XD. Chọn GS485, bấm OK. Rồi, còn một cái nữa quan trọng là phải chỉnh cái bao ray của nó. 19.200, mình sẽ chỉnh thành là 57.600. Đó. À. thì những cái thông số này đối với HMI khác á, thì mình cũng chỉnh tương tự như vậy cũng chỉnh gs485, 7600 rồi bit uh, binary 8, uh, event là 1 nè, binary là 8 nè, rồi event là chẳng nè. Rồi, sau đó bấm OK. Rồi, bấm OK ha. Bây giờ mình thử mình sẽ làm một cái nút nhấn. Thì mình bấm vô bit switch. Hãy như đây, hạ nút nhấn. Rồi, dùng cho nó bự ra xíu. Rồi nút nhánh này mình làm nút nhánh hôm đi ha. Mình để giữa giữa màn hình đi. Thì đây là cái đoạn code đó nè. Đó, nút nhánh hôm nè. Rồi. Mình bấm double click vào, sau đó mình chọn địa chỉ cho nó. Vào edit ha. Edit, sau đó chọn địa chỉ M của nó nút hôm là M0 nha, M0. Rồi bấm ok là nó lấy địa chỉ được M0. Đọc và ghi giống nhau rồi mình sẽ chọn cái kiểu mod của nó là momentary tức là mình bấm vô một phát thì buông ra nó sẽ chạy trở thấy cũ còn set up á, là bấm vô thì nó sẽ up set on thì bấm vô on còn switch thì bấm vô một cái là on bấm vô một cái là up giống như công tắc á nhưng mà cái của mình đang chọn là momentary ha tức là kiểu như nhấn nhả nhấn vô thì nó là một buông ra thì nhả lên nó sẽ là không rồi mình có thể đổi cái này chọn test và sau đó gõ chữ home vào rồi graphic thì uh, mình sẽ chọn lấy cái graphic khác ha. System chọn màu vàng đi. Cho giống như trong 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 cái cái mình đã làm á, bấm ok. Rồi mình được cái nút home ha, được cái nút home. Rồi mình minh họa thêm một cái nữa là cái uh, cái vị trí cái vị trí hiện tại nó chạy á thì mình sẽ sử dụng thằng uh, là numeric input delay cái này vừa nhập vào mà vừa hiển thị luôn mình để đây nha để đây rồi double click vào thì đối với input delay á mình sẽ hiển thị cái giá trị của thằng tọa độ đi là hsd à không bây giờ mình hiển thị giá trị của tần số đi hd 22 ha hd 22 hd 22 mình sẽ chọn lại địa chỉ này là HD22. HD22. Rồi bấm OK. Sau đó chọn kiểu dữ liệu cho nó là mình sử dụng 32 bit ha. 32 bit. Rồi chọn tần số thì đây chắc 6 chữ số thôi. Tại vì nó từ 0 cho tới 100 ký là maximum à. Rồi OK. Tại vì xin xin nó phát hình uh, như này tối đa là 100 ký thôi. OK. Rồi. Uh, cái này mình vừa mình đọc kiểu là input nha input giá trị vào trong bbc á cho nên là mình sẽ chọn là input giờ mình đọc giá trị từ bbc ra như vậy là input và output nó sẽ rick nó sẽ là cùng giống nhau rồi bấm ok cái này vô tần số mình sẽ để bên đây ha để bên đây cho nó giống như trong cái cái, cái hình mình đã làm rồi bây giờ mình sẽ combine nó combine bấm combine nha combine sau combine xong mình sẽ tiến hành nạp code mình nạp chương trình ha download rồi cổng cơm thì sau khi mà thiết lập ok hết á thì nó sẽ tự ken rồi bấm bc to hmi thì nó sẽ nạp cái đoạn code của mình vào thì trên cái cái màn hình đó mình sẽ thấy là nó hiện chữ loading thấy không hiện chữ loading thì sau khi kết thúc xong á thì ở đây nó sẽ hiện nó hiện lên cái hình ảnh giống như của mình đã có đó, nó có 7.000 có chữ hôm nè rồi bây giờ mình trở lại con PC CNC của mình để mình xem là nó có chạy chưa nha 7.000 đang có giá trị 7.000 đúng không thì giá trị này mình sửa được giờ mình sửa thành 5.000 đi à, 5.000 bị trùng à 4.000 đi 4.000 thì nếu như đúng á, thì bên cái thằng h mỹ nó sẽ đọc được 4.000 đó thấy không 4.000 rồi các bạn để ý chữ 4.000 này nha hdi 22 nha nếu mình sửa trên cái HMI mình sửa thành 6.000 46 đi với minter thì nó sẽ truyền được cái con số 6666 này xuống dưới bc như vậy là mình đã giao tiếp được thành công giữa cái HMI và BOC rồi. Rồi bây giờ giờ bấm nút Home đi. Bấm nút Home thì các bạn sẽ để ý cái M0 này nó sẽ nó sẽ nhá lên cái nha. Bấm nút Home nè. À, có thể nó nhanh quá nó không thấy. Có nghĩa là mình bấm Home thì nó đã tác động được vào cái cái M0 này rồi. Rồi bây giờ mình cứ cho nó chạy đến vị trí 100 đi ha. À, 56.000. 5.600 này là tương đương với 100 đó. Ok. À, rồi nó chạy ngược trở lại đó À không hồi nãy nó là 3 35mm À 35mm Rồi ví dụ như mình chỉnh cái này là 10... 16.000 đi 16.000 à, 16.000 À con số này Mình điền vào chứ không có ấy được Ok bây giờ mình sẽ Kết nối hoàn chỉnh đi rồi mình sẽ có thêm một phần nữa rồi bây giờ mình đã có một cái đoạn có như thế này là tương đương với cái màn hình đầu tiên mà đầu video mình đã hướng dẫn đó thì mình sẽ bổ sung thêm các phần như sau bổ sung thêm nha tức là mình sẽ có một cái là M3 để mình điều khiển quá trình là đang chạy nó sẽ dừng lại thì mình dùng cái lệnh là stop Dùng lệnh là stop à, Dùng lệnh là stop Rồi bây giờ mình sẽ copy cái này qua ha. Rồi mình ngồi gõ lại cũng được Nhưng mà copy cho nhanh M3 à, không xin lỗi các bạn nha cái video lần trước là mình chỉ hướng dẫn được cái đoạn có trên đây thôi phía trên này thôi đó. còn cái này mình đã bổ sung rồi tức là cái đoạn có này đó đã có chức năng stop rồi bổ sung thêm hai phần này ha nên stop nè rồi ngoài ra thì mình còn bổ sung thêm một phần nữa hai phần nữa là mình sẽ truyền cái vị trí vào tức là mình có cái HD 30 HD30 là mình sẽ truyền cái vị trí vào. Thì cái HD30 á, thì nó tương đương với lại là hàng này nè. Này HD30 nè. Tức là mình điền cái vị trí vào. Rồi sau đó. Sau đó cái HD30 này. HD30 nha. Nó nhân với HD32. HD32 chính là cái vi bước. À, HD32 này chính là cái vi bước. Vi bước chính là này đây là HD32 là vi bước như vậy á ví dụ như mình điền vào con số 100 đi 100 ở đây thì nhân cho vi bước 160 thì nó là 16.000 tức là mình muốn nó di chuyển đến vị trí 100 mm á thì mình sẽ nhân cho HD32 này là 160 thì nó sẽ hiểu con số đó là 16.000 thì con số 16.000 đó nó sẽ đưa vào D20 Bây giờ anh ghi D20, anh ghi, anh ghi không chốt ha. Anh ghi tạm thôi. Rồi, D20 này nó sẽ đưa vào trong cái lệnh là DRBA để nó chạy. À, để nó chạy khi mình bấm M1 tương như nút run đó thì nó sẽ chạy. Rồi một cái nữa là mình muốn hiển thị con số tọa độ. Tức là hồi nãy các bạn thấy là nó có một cái tọa độ á. Tọa độ đây nè. Tức là chạy tới đâu nó sẽ hiện cái tọa độ đó. Và đơn vị là mm ha Thì uh, Mình sẽ dùng thêm một cái là D30 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 Thì mình sẽ tính ngược lại Tức là Mình sẽ lấy cái vị trí của nó Vị trí của nó thì các bạn đã biết là Đối với motor uh, Đối với uh, Cái 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 chân sung Y0 á, Thì nó sẽ lưu ở cái thanh ghi là HSD0 Rồi mình sẽ lấy con số này mình Dùng cái lệnh là cái hàm là dr ddvi tức là divide là chia thì mình sẽ lấy cái này mình lấy cái số sung đó mình chia cho cái vi bước hd32 là vi bước ha số sung chia cho vi bước thì mình sẽ ra được cái vị trí hiện tại là d30 thì mình sẽ hiển thị cái d30 này lên trên màn hình đó hiển thị d30 lên trên màn hình thì mình sẽ biết được cái tọa độ của nó rồi rồi các cái khác thì cũng làm tương tự giống như hồi nãy cái, cái, cái tần số thôi mình cũng đưa vào cái gia tốc là HD24 rồi số vi bước là HD32 nút lên là M1 hôm nãy là M0 rồi ha nút top là M3 đó. rồi mình chỉnh các thông số rồi mình sẽ làm lại cái giao diện như thế này rồi bây giờ mình sẽ nạp lại cái code này ha nạp lại code này sau đó mình uh, sẽ sẽ chạy và truyền cái thông số vào để các bạn dễ nhìn À, khi nạp xong nó sẽ hiện lại cái giao diện như ban đầu nè. Thì cái đoạn code này mình sẽ chia sẻ trên kết thúc thì các bạn có thể vào đó để tham khảo ha. À, thì chúng ta có lại cái thông số nè. Ví dụ như, rồi bây giờ sẽ zoom cho nó to lên xíu, cái này hơi nhỏ, khó nhìn lắm. Rồi, ok các bạn nhìn tạm ha. Rồi à, bây giờ mình sẽ mở uh, BLC CG lên. Uh, cái phần lập trình BLC CG á. Rồi, mình thêm một cái biến là HD 30. HD 30. HD 30 này chính là cái vị trí nha. Rồi M3 là cái bit uh, M3 là cái bích để run Rồi, Để kế bên M1 đi HD30 là vị trí Rồi, Ok Để mình điền thông số Mình tạm dừng video điền thông số Là cho các bạn nhớ dễ nhìn để tiết kiệm thời gian nha Rồi Mình đã điền cái cái monitor lên rồi. Rồi, bây giờ mình sẽ cho thằng uh, màn hình chạy nha. anh em Cái này chứ. Thì các bạn có thể thấy các thông số ở đây nha. Cho màn hình chạy. Rồi, ví dụ như giờ mình điền lại uh, tốc độ của nó là 7.000 đi. Đó, thì bạn sẽ thấy con số 7.000 nó cập nhật cho HD22 nè cập nhật rồi nè rồi gia tốc thì là cái HD24 đúng không vô mình chỉnh gia tốc là 200 đi đó, số 200 hay đổi không 100 hay 200 nè rồi bây giờ tọa độ vị trí của nó vị trí của nó là HD30 đúng không đang là 35 thì mình chuyển thành 99 chẳng hạn chuyển thành 99 thì sẽ nhập thành 99 thấy không 99 rồi. Thì lúc đó nó sẽ tính lại D20 nè, nó lấy HD30 nó nhân cho ờ uh, vi bước. Vi bước hiện tại mình có vi bước là À, chưa có vi bước ở đây. Vi bước mình đang để 160 á. Thì ở đây vi bước của nó sẽ là thằng ba uh, HD32. D32. Đó à, là 160 nè. 160 nha. 160. Để nhân cho vị trí tần số gia tốc vi bước. Rồi, vi bước 160 nha. 160 là số dưới đây nè. Rồi, bây giờ mình bấm nút Home thì các bạn sẽ thấy là những giá trị ví dụ như là tọa độ của nó nó sẽ thay đổi nè. Bấm Home nha. À, tọa độ thay đổi không? Trên này thay đổi nè, số sung nè. Rồi lúc này cái tọa độ vị trí hiện tại nó là không. Rồi bây giờ mình sẽ cho nó chạy đến vị trí là 99 nha. Đây. Thay đổi theo. Rồi này là số sung thay đổi theo. Rồi, mình cho nó chạy đến 150 đi. Đó, chạy tới 150. Hoặc là mình cho nó chạy ngược lại tức là đây là vị trí tuyệt đối cho nên mình bấm tới đâu thì nó sẽ chạy tới đó thôi. 60, ok. Rồi như vậy là trong video này mình đã hướng dẫn các bạn cách uh, điều khiển thanh trượt, motor bước thông qua POC và giao tiếp qua màn hình HMI theo chuẩn là rx uh, 485 thì BUC là POC Wicon. Uh, Nhà, HMI đó, HMI Wecon ha Thì những cái đoạn code Và chương trình mình sẽ Để lại trong phần github nha Thì có cái link các bạn sẽ Vào đây, các bạn download ha Thì phần POC mình sẽ để trong đây nha Mình sẽ để POC trong này Thì Các bạn vào đây để tìm POC uh, Và tìm cái phần HMI Ok, như vậy là phần uh, Hướng dẫn của video này Đến đây kết thúc Cảm ơn các bạn đã theo dõi Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo